Vâng, thưa quý vị, cái tên vị của vị chủ nhân mới của Nhà Trắng đã được sướng lên. Đấy chính là Donald Trump. Chính là Donald Trump, không ai khác, chính là Donald Trump. Vâng, và CNN thông báo con số mới nhất, 288 phiếu đại cử tri dành cho Donald Trump ạ. Xin được nhắc lại, CNN đã thông báo con số mới nhất, 288 phiếu đại cử tri cho Donald Trump. Vâng, thưa quý vị, cho dù như thế nào thì cũng xin được nói lời chúc mừng với Donald Trump và những người ủng hộ ông. Khẩu hiệu tranh cử của Donald Trump đấy là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và chúng ta cũng xin được gửi lời chúc mừng tới nước Mỹ, một nước Mỹ sẽ trở nên thịnh vượng hơn, an ninh hơn và phải đoàn kết hơn dưới sự lãnh đạo của vị Tổng thống mới Donald Trump. Vâng, xin được chúc mừng vị Tổng thống mới của nước Mỹ. Không thể tin được. Vâng, và con số cách biệt cả là khá lớn. Là khá lớn ạ. Trump đang có gia đình của mình ở bên cạnh trong giờ phút chiến thắng. Các bạn thấy sao ạ? Sự xuất hiện của Donald Trump lần này có vẻ như không giống như sự xuất hiện của một ngôi sao truyền hình thực tế, giống như những lần trước đây nữa, đã có sự điềm tĩnh hơn rất là nhiều. Mặc dù ông vẫn không bị mất đi cái sự hài hước vốn có. Thank you. Thank you very much. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Xin lỗi vì đã phải bắt các bạn chờ rất lâu. Đây là một cái thương vụ rất là phức tạp. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. I've just received a call from Secretary Clinton. Tôi vừa mới nhận được cuộc điện thoại từ Ngoại trưởng Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory. Và thượng nghị sĩ bà Clinton đã chúc mừng chúng ta về thắng lợi ngày hôm nay. She fought very hard. Và tôi phải nói rằng bà Clinton đã chiến đấu một cách hết sức kiên cường và bền bỉ. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. Vâng. And we owe her a major debt of gratitude. Vâng, Clinton đã làm việc một cách hết sức chăm chỉ và tận tụy một thời gian rất dài, và tất cả chúng ta đều nợ cô ấy, nợ bà một sự cảm ơn với những gì bà đã làm cho nước Mỹ. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Vâng, và cho tất cả những người đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những người độc lập, tôi muốn nói rằng đã đến lúc tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại với nhau vì một quốc gia đoàn kết. To every citizen of our land that I will be president for all Americans. Và tôi có thể đảm bảo với tất cả những công dân Mỹ rằng tôi là tổng thống của tất cả mọi người. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, mà cho những người đã chọn không ủng hộ tôi. Nhưng tôi cũng muốn gửi đến các bạn rằng tôi muốn làm việc các bạn và muốn chúng ta đoàn kết một lần nữa, là một dân tộc đoàn kết. Và giống như tôi đã nói ngay từ đầu, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement. Và tất cả gì chúng ta làm không phải là một chiến dịch, mà nó là một phong trào hết sức tuyệt vời, một phong trào. Đó là phong trào của tất cả mọi người. Và là những người đã đứng lên cất tiếng nói để vì đất nước và vì gia đình mình. Đó là một phong trào đã bao gồm tất cả những người công dân Mỹ đến từ các chủng tộc, tôn giáo khác nhau.
Và để cùng nhau cố gắng để phụng sự mọi người, phụng sự nhân dân. We will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay, tôi sẽ bắt đầu ngay công việc để tái xây dựng và biến nước Mỹ trở thành một quốc gia vĩ đại. That is now what I want to do for our country. Tremendous potential. I've gotten to know our country so well. Tremendous potential. It's going to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her. Chúng tôi một lần nữa xin được chúc mừng Tổng thống mới của nước Mỹ, xin được chúc mừng đất nước và nhân dân Mỹ. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của một vị Tổng thống mới. Và qua những gì mà chúng ta vừa nghe được thì tôi nghĩ là đa phần trong chúng ta sẽ không cảm thấy thất vọng về cái bài phát biểu chiến thắng của vị tân Tổng thống Donald Trump. Đã không có bất kỳ một cái sự chỉ trích nào, chỉ có những cái lời cảm ơn và kêu gọi nước Mỹ đoàn kết lại, hàn gắn sự chia rẽ và đoàn kết lại. Vâng, xin một lần nữa được chúc mừng tân Tổng thống Mỹ và nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump.